Vâng, xin chào các bạn đã có mặt tại kênh của Cường. Mình là Cường Gỗ Lam. Hôm nay Cường sẽ giới thiệu anh em, chia sẻ với anh em về loại gỗ hương đá anh em nhá. Thì hiện tại trong sở nhà Cường đây cũng có rất nhiều gỗ hương đá. Nhưng mà để chia sẻ gỗ hương đá thì Cường cần có thời gian, cần có những cái sự thấu hiểu về gỗ để chia sẻ với anh em, chia sẻ cho những anh em tìm hiểu về gỗ hương đá một cách là rõ ràng, chi tiết nhất. Tại vì sao? Cương biết một điều là anh em ở ngoài kia hầu như anh em đều không rõ về gỗ, nhất là những cái loại gỗ nó đắt tiền như gỗ hương đá chẳng hạn. Gỗ hương đá thì lại có những loại gỗ nào hay nhầm lẫn. Thì có những loại gỗ sau đây là gỗ hương huyết. Gỗ hương huyết mà anh em đi tiện ra, anh em mà tẩy vân lên thì nó sẽ có màu nó hơi ngà ngà sáng như này, giống hương đá. Còn hương huyết nếu mà để mộc cái kiểu này anh em nhá, Cương khẳng định luôn là nó không nhìn rõ vân, mà anh em phải tẩy bằng muối làng tiên cá đấy. Đấy, thì nó mới rõ được cái vân ra. Còn như gỗ hương đá bản chất của nó ngay như thế này, anh em có thể nhìn thấy, đây là mộc hết của nó nhá. Cường mới chỉ lót lên thôi mà nó đã ra những cái vân như thế này. Mà đứng cạnh như này là nó sẽ có mùi thơm thơm anh em ạ. Bản chất của gỗ nó là như vậy, chứ cũng không có cái tạo mùi, tạo miếng gì ở đây. Thì trước mặt Cường đây là hai tấm gỗ hương đá. Hai tấm gỗ hương đá này về chất liệu gỗ là dòng gỗ hương đá, nhưng mà về cái hệ vân thì xẻ từ hai cây khác nhau ra, nên nó sẽ có cái hệ vân là khác nhau. Như Cương muốn chia sẻ anh em là cái tấm gỗ này, về cái tự nhiên của nó, Cương để kiểu tự nhiên anh em nhé. Về cái chiều dài thì nó dài vào đi là 2m88 phân, 2m89 phân. Đấy, rộng trung bình anh em nhé. Rộng trung bình Cương nó ở giữa đây này, rộng trung bình vào đi 89 phân. Đấy, còn dày vào 12. Còn tấm hương đá bên cạnh đây đó, Cương sẽ chia sẻ anh em hai tấm trong video ngày hôm nay. Và sau đó Cương sẽ chia sẻ anh em về cái bề mặt vân. Như tấm này, nếu mà đo tự nhiên của nó chỗ thừa chỗ thiếu ra là Cương sẽ đo chỗ dài nhất, Cương sẽ đo chỗ thấp nhất anh em xem nhé. Đây, dài nhất là 3m2. Đấy. Và thấp đây. Đấy, thấp là 2m68. Tấm này rộng trung bình của nó thì vào đi là 1m08. Đây dày 12 phân. Đấy. Thì về cái chia sẻ như thế thì biết rồi. Còn sau đây Cương sẽ quay cái mặt vân cho anh em xem nhá. Đây anh em nhìn này. Vâng chú ạ. Đấy, cái mặt vân của gỗ hương đá nó như này. Anh em xem nhá. Thì hôm nay Cường sẽ quay chia sẻ anh em như này, sau đó sẽ có ông chú của Cường là chuyên về gỗ. Thì hai chú cháu sẽ ngồi đàm đạo thêm là gỗ này là gỗ loại gì nhá anh em nhá. Chia sẻ anh em về vân gỗ trước. Sau đó Cường sẽ nhờ ông chú của Cường đây chia sẻ về rõ về vân gỗ nữa, về hai loại gỗ này. Đấy, đầu ngành trong gỗ anh em ạ. Đây là dòng gỗ đây gọi là gỗ hương đá gì chú nhỉ? Gỗ hương đá. Không, nhưng mà nó là cái gì? Đây. Có hai loại đây. Cháu thì cháu cũng chỉ rõ về mặt vân thôi chú. Dạ. Không, như đây cơ mà nước ấy. Như cái dòng này chú này. Zambia, Angola. Thế đâu là Zambia? Hai là dạng như nhau. Dạ. Dạng như nhau chú. Vân nó dạng như dạ. Đấy, có được không chú? Đấy, bây giờ đây là cái như tấm này giờ lỗi trần hết lu lên này. Như cái tấm to cho bán đi rồi đấy. Ừ. Đây là bìa ngoài. Bìa ngoài. Đấy. Vân lu ác. Quá lu ác luôn. Đây là lu này lu cuối cộng. Không, đây lu này lu... Đây. Anh em nhìn cái tấm này nha, lu nó trần lên như này này, đấy. Lá chiên trực tiếp. Cực đẹp luôn anh em nhìn này, nhìn cái góc độ này này. Đó. Họ nói tấm này là cực kỳ là đẳng cấp luôn anh em ạ. Về lu thì không phải nghĩ rồi. Đây càng để càng đẹp. Như tấm hương đá, dòng hương đá cẩm vàng, gỗ đỏ thì anh em cứ phơi nắng thoải mái nhá. Đấy, Cương khẳng định luôn. Anh em phơi nắng không thể lứt được. Hai tấm đây anh em nhìn này, cực kỳ là xuất sắc, hai tấm bìa.
Nếu anh em nào quan tâm thì anh em hãy follow Cương. Hãy inbox cho Cương những cái điều anh em chưa rõ anh em nhá. Đấy, về kích thước các thứ thì Cương đã để chia sẻ anh em rồi. Anh em nhìn đây.